Nem là món ăn quen thuộc ở cả ba miền đất nước, nhưng qua bàn tay khéo léo của con người, ở từng vùng đất khác nhau lại mang hương vị riêng biệt. Vị thơm ngon đặc trưng của thương hiệu nem nướng Hồng Hoa Chợ Đồn là một ví dụ. Bởi không chỉ quán nem có công thức gia truyền, mà còn là hương vị thân thuộc của một vùng đất xưa. Nem nướng của quán bắt vị ở phần nguyên liệu hoàn toàn là thịt nạc được tuyển chọn kỹ lưỡng, xoay nhuyễn pha với ít mỡ cho mềm nem, gia giảm thêm gia vị như tỏi, đường, muối vừa ăn, rồi trộn đều tay. Sau khi thịt ngấm gia vị, từng viên được vo tròn thủ công, lấy thanh tre xiên lại. Tất cả các loại nem, bò lá lốt, thịt nướng ở đây đều được nướng liên tục trên bếp than hồng, đều lửa. Bán tới đâu nướng tới đó, thơm lừng một góc quán. Trong khi đó, phần nước chấm tại quán khá đa dạng, từ nước mắm chua ngọt, mắm nêm, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến tương chấm của nem, xay nguyên chất không pha bột, kèm đậu phộng giã nhuyễn vừa đủ độ bùi, thơm, béo nhẹ. Quán chị có gần 60 năm rồi em, có trước giải phóng á, chị nhỏ tuổi hơn quán luôn á, chị đời thứ ba rồi, gia truyền để lại công thức, chứ có làm nem với cá hấp, bò lá lốt. Cái nem á là mình phải làm thịt nạc, mà nạc nó ngon như là làm nem chua vậy đó. Rồi nó nguyên chất vậy đó, rồi mình quết. Rồi quết rồi mình mới mở á, mình sắc hột lựu chứ không có xay chung với thịt. Nó sẽ không ngon, ăn nó không có giòn viên nem. Món nem nướng này thường được ăn kèm với đồ chua, rau sống, chuối lát, khế chua. Tất cả được gói gọn bằng bánh tráng, rồi chấm với phần nước chấm tùy thích. Vị cay nồng của rau thơm, hương chua của khế, vị chát nhẹ của chuối hòa quyện trong chén tương xay mịn, rắc thêm ít đậu phộng béo và ớt đỏ cay the nơi đầu lưỡi, đã làm cho viên nem tròn trĩnh trở nên đậm đà, càng ăn càng say. Theo bà Trang, trung bình mỗi ngày quán bán được hơn 100 phần. Dịp cuối tuần lễ Tết, lượng khách tấp nập hơn, đặc biệt là quán thu hút thực khách từ rất nhiều nơi. Có cả những người con xa xứ này có dịp về Biên Hòa, muốn tìm hương xưa thân thuộc. Người ta đi chơi về, ở xa lắm, bản số lạ không phải bản số Đồng Nai mình, là cứ về ghé vô quán, người ta kêu là đi ngang đường này thì phải vô quán đây để dùng, chứ để uổng phí. Người ta nói vậy mình nghe cái mình hết mệt rồi, mình mừng lắm. Quán này có mình từ hồi nhỏ luôn. Lâu năm rồi. Nước chấm với nem á. Ăn dừa mà ngon, nên là giờ cứ lần vậy cứ là gia đình đó là ghé, đi đâu là ghé về. Quán ăn thì gọn gàng, ăn ngon, sạch sẽ. Trải qua nhiều thập kỷ, Biên Hòa có nhiều hàng quán món ăn giao thoa với đa dạng khẩu vị hơn. Song nem nướng Hồng Hoa vẫn là một địa chỉ quen thuộc, là vị nem nướng đời đầu của người dân Biên Hòa. Một lần thưởng thức, khó ai có thể quên được hương thơm của viên nem tròn đầy đủ vị, vừa dân dã lại vừa đậm đà.